Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chương trình góp nhận 50 top cần có hiệu là XLG. Đây là một dự án của Hàn Quốc nha các bạn. Và chương trình góp này nó sẽ phân phối vào ngày 1 tháng 5 năm 2021 các bạn. Để tham gia giải hôm nay mình lấy phần liên mô tả như video của mình. Mở cái Telegram của tất cả các bạn ra, mở bấm nút start chat các bạn. Chatbot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nha các bạn. Các bạn lướt captcha 39+3=42 nha các bạn. Nhập mã code vào các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Top cần này mình không biết nó đi sàn nào luôn tay. Nếu mà giá Hàn Quốc thường thường thì đi sàn Bobit hoặc những cái sàn của Hàn Quốc quá. Rồi các bạn join vào nhóm chat nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lên nha các bạn. Sau này có thông tin biết sàn nào thì mình sẽ tôi cần lên sàn phân phối thì mình sẽ cập nhật clip cho các bạn nha các bạn. Sau có một cái kênh group của ta ơi. Rồi tiếp tục bấm đón nha các bạn. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller các bạn ơi. Bấm follow nha các bạn. Rồi bấm đáp lại, bấm đón. Tiếp tục các bạn follow của tiếp kênh seller cái nữa. Đây là trên nguồn ngay gấp 6 khá là uy tín nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Các bạn bấm đón tiếp tục. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ nhà người C20 trên địa chỉ chút wallet Meister wallet MetaMask in token chạy trên nền tảng ETH các bạn. Rồi, các bạn sao chép các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn lấy bấm reset nha các bạn. Thì các bạn lên chỉ việc lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân cái thứ cần nghe các bạn. Video đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các video clip tiếp theo từ mình nhé.